Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận và giải quyết trên 9 triệu yêu cầu của khách hàng sử dụng điện, khẳng định là cầu nối quan trọng của ngành điện miền Bắc với khách hàng sử dụng điện. Trung tâm được giao nhiệm vụ chính là tiếp nhận và phối hợp giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng sử dụng điện tại 27 tỉnh, thành phố tại miền Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra, trừ thành phố Hà Nội, qua hệ thống tổng đài 1900-6769, tổng đài nhắn tin SMS 8079, email chăm sóc khách hàng, ứng dụng chăm sóc khách hàng qua mobile, trả lời trực tiếp với khách hàng qua website, Zalo, Facebook, qua cổng dịch vụ công quốc gia. Với tinh thần phục vụ hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên, kết quả đánh giá của khách hàng đối với EVN-NPC và trung tâm đã không ngừng tăng lên. Năm 2017, điểm đánh giá đạt 7,76, năm 2018 đạt 7,78 điểm và năm 2019 đạt 8,11 điểm. Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đặc biệt trong tình hình giãn cách xã hội, nhưng trung tâm đã đưa ra các biện pháp linh hoạt, khắc phục khó khăn, bảo đảm tiếp nhận, xử lý toàn bộ các yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng. Nhờ những nỗ lực và kết quả hoạt động của mình, trong giai đoạn 5 năm, trung tâm đã được nhận bằng khen của Bộ Công Thương, bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bằng khen cờ thi đua của EVN, EVN-NPC. Về phương hướng hoạt động trong giai đoạn tới, lãnh đạo trung tâm cho biết, trung tâm sẽ tiếp tục củng cố, ổn định cơ cấu tổ chức, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đồng thời làm tốt trách nhiệm là nơi đáp ứng mọi thông tin yêu cầu của khách hàng sử dụng điện theo quy trình quy định, bảo đảm mục tiêu ngày càng nhiều hơn khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ.